Dạ, xin chào quý bà con, cô bác, anh chị thân thương của kênh Trang Nha TV. Hôm nay là ngày quay hình thứ 7 của phim Sầu Riêng của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Và bắt đầu cái cảnh quay ngày hôm nay thì ekip của tụi em đang quay ở một cái khung cảnh rất là đồng quê, rất là dễ thương luôn. Ở bên một cây cầu nhỏ. Thì hôm nay Hà Tiên với lại bé Tuấn là hai diễn viên mở đầu của ngày quay. Mong là sẽ mở hàng suôn sẻ nha, diễn là one shot one kill, diễn cái là được liền. Lần đầu tiên là Tiên với Tuấn mới ngồi diễn ngay cái cây cầu vậy không? Cái cảnh này là cái cảnh hai đứa đi casting luôn. Đúng rồi. Vậy mà nhắc thoại quá trời luôn á. Đất đền mới được. Tại vì chỉnh sửa nhưng mà dễ sáng sớm. Nhưng mà chưa chân chu. Yeah. Em này là em nhận chân chu nha, chứ ekip dưới ai nhận là diễn chân chu nha. Nó giỡn chứ diễn dễ thương mà, ok mà. Yeah. Dễ thương nghe cái cảnh là đúng là đồng quê Việt Nam luôn đó. Hai đứa mặc đội hai cái đội cho em nha. Giống hai em đang đi đá banh và đá cầu thôi. Bữa nay Tiên bị thương rồi. Phỏng bô. Tiên có biết là bị gì không? Bị phỏng bô. Tiên kêu là đặc sản Việt Nam. Mà sao Tiên bị nè? À, em bị nhô bô của người khác. Mà sao em đụng vô bô người ta? Em chạy theo xe bô xe của người ta, em đụng chân vô. Dạ không, em bước xuống rồi em bị chặt cái chân. À, em đụng té theo xe của người ta. Ừ. Lúc mà đụng em có la có gì không? Dạ không, em chỉ nói. Ủa? Tỉnh vậy? Ồ, vậy ơi hả? Wow, quá tỉnh luôn. À. Tuấn có bao giờ bị đụng vô bô không? Dạ em bị rồi, nhưng mà em bị là em không có tỉnh như Tiên. Em sẽ làm hả? Ủa dạ. Giống chị, trong dưới là chị chưa có bị phỏng bô, nhưng mà thấy mấy bạn phỏng là nó bị rát nữa. Đúng rồi. Phỏng bô sao là về phải lấy kem bánh răng hay gì đó. Lên. Không, cái đó là do người xưa của mình nghĩ thôi, chứ còn nếu mà theo phương pháp khoa học thì nó không đúng á. Nghĩa là do bà con mình hồi xưa là làm. Hồi xưa đó, cái bánh răng nước mắm nè, hột gà cháy đen nè, quét lên là cái dân gian không nên. Ông bà xưa. Nhưng cái đó là không nên. Không nên, nhưng mà từ nhỏ tới lớn tôi làm thì không có mọi người. Rồi xong chân không? Bây giờ có làm chưa? Có thẹo không? Vị cũng lâu lắm rồi, vị hồi nhỏ xíu cơ. Dắt da nó ra, da khác rồi. Hà Tiên bị mà ai cũng hết hồn á. Tại vì đây lúc mà đóng cái cảnh lúc đầu bọn quần dài, xong thấy cái quần sọt, cái kia là chân bị. Ôi trời, thấy cũng bị bự rồi nha. Dạ không, chỉ băng vậy cho nó sạch thôi. Một bàn tay của Trang luôn á cả nhà. Rồi xong, chân đi diễn trên đất con của tôi bây giờ phải cắt ra lấy một cái chân mới. Đẹp đẽ gắn vô lại, chứ chân hồi đầu chân hồi đầu của Hà Tiên là chân đẹp thẳng không hề có vết thương mà, bắt đền. Đây, cũng có cái bị bầm luôn. Cái này là sao bị đấy? Bị quay phim bị bầm. Quay phim mà là đổ thừa không? Tôi giờ đổ thừa lại à? Không có. Tuấn em đi quay phim có bị bầm dập gì không Tuấn? Dạ không, không bị gì hết. Chị thấy em như bụ bẩm lên đúng không? Bụ bẩm là sao? Ăn non ngủ ngon. Đúng rồi, ăn non ngủ ngon nhưng mà cũng hơi tròn lên chút xíu nữa. Đó, thấy chỉ có hồi nãy quay là có ngồi cứng như trong cái cây thì nó hơi cứng xíu thôi. Cứng mà... hơi chứ đâu có bị bầm dập gì như dạ vậy không? Đúng không? Đây là bị bầm dập quá trời luôn, bập từ tay nè đó, tay cho tới chân luôn. Cái này mũi cắn. Nhưng mà sao chị bị bầm cái chân luôn rồi? À, em bị đụng vô cái đầu gối. À cái cảnh ấy là đụng vô đầu gối. Có một cái cảnh rất là gây cấn hành động của chú anh chị. Mà bé Tiên cũng diễn lần được, lúc đó tụi em cứ sợ là Tiên té là chúi đầu xuống đất á. May quá. Thấy cái cười ai về đâu tứ chân. Rồi hay đi vô. Đặc sản hoài mà. Sao thấy tỉnh queo ha? Lúc bị bầm xong rồi bị thương này kia mà tỉnh bơ à. Thấy cả nhà cũng lo, thấy mẹ cũng lo, bà ngoại cũng lo khi mà biết ha chị. Là kiểu hồi nãy thay cái quần này xong nhìn cái vết của em cũng hết hồn nữa mà. Phải tỉnh bơ à. Bị xong rồi. Chị là giờ không có kêu bé Tiên nữa, anh Tiên. Rồi bây giờ mình đi vô trong để chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Hôm nay là gần như là hai ngày cuối cùng của bộ phim Sầu Riêng của mình rồi, cô chú anh chị, là còn có hôm nay với ngày mai thôi là hết. Và hôm nay với ngày mai sẽ là trọn gói cái phân đoạn của Tiên với Tuấn để quay cái góc này cho bà con cô bác thấy, quá là đẹp luôn. Dạ có một cái mà bữa giờ Tiên đóng phim mà Tiên muốn làm nhưng mà chưa làm được. Hôm nay chị Giang sẽ cho Tiên làm nha. Ở đây. Làm gì vậy? Chú phải lại mới biết được chứ. Tại vì người ta đã kêu làm chỉ với làm. Trời Tiên chọn mắt nhìn nó kiểu bất ngờ luôn chứ. Đây ạ. Bữa giờ là Tiên rất là muốn khát khao chụp với lại cái bản phân cảnh
của đoàn phim của mình. Nhưng mà bữa giờ là Tiên chưa có chụp, tại vì lúc mà ra cái nó bị đến giờ quay phim không à. Đã giới thiệu với bà con cô bác ngày 17 tháng 7 năm 2024. Đầu tiên giới thiệu cái bản này xem sao đi. Bản này nè. Em là ai? Em phải giới thiệu đàng hoàng, thuyết trình đàng hoàng coi. Dạ, em tên là Hà Tiên. À, thuyết trình là phải vậy luôn hả? Dạ không, em tên là Hà Tiên. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 2024. Rồi hôm nay là cái lịch trình để quay. Dạ. Thì hồi nãy mình đã quay xong rồi. Quay gì vậy ta? À, dạ, quay phim sầu riêng của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và chú Phương Dừa. Dạ, em có mối quan hệ với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền hả? Sao chị thấy em cài cắm quay bữa giờ hôm nay hả? Dạ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền là mẹ của em. Dạ. Rồi. Vô này. Rồi, vô tiếp là... Thì cái cảnh quay là đang quay hai cảnh này trước. À, nè bé Tiên phải giới thiệu đây nè, mình ở đây trong bối cảnh mình sẽ có ghi đây là địa điểm nè. Bờ đê. Đúng rồi, ngày. Bờ đê ngày thì ban ngày. Yeah. Rồi, này là tập mấy, rồi phân đoạn mấy thì này là tập 8 phân đoạn 11. Yeah. Thì hồi nãy mình đã quay xong tập 1 phân đoạn 10 rồi. Là có ai nè? Là có Tiên và Tuấn. Dạ đúng rồi. Cái bản này thì mình sẽ ghi hết tên những cái bối cảnh của mình ha, rồi phân đoạn tập, rồi tên diễn viên luôn, để cho tất cả các bộ phận đều có thể thấy được là cảnh này là cảnh nào, để chuẩn bị đồ nè, rồi xong rồi có tên diễn viên là ai nè, để biết chuẩn bị micro, mic vậy đó. Thì cô chú anh chị thấy là ở đây là tổng cộng Tiên nóng, hôm nay là cảnh Tiên nóng hơi nhiều nè. Tiên xem đi rồi tổng cộng Tiên có những cảnh nào. Dạ, thì vừa xong này có này là đang mua với Tươi đã. Thì tới xuống đây chỗ này là chụp hình phải không? Đúng rồi. Đây là này chụp hình. Nó sẽ quay cái cảnh 87 là cảnh cuối trong phim rồi đó. Là chụp hình poster out luôn á. Đúng rồi. À ok. Rồi sau đó xuống đây đó thì mình sẽ quay ở phòng khách. Phòng khách của nhà mua. Thì cũng là ban ngày rồi hết mấy cái cảnh này. Đây. Nè, chắc mình phải bôi bớt quá chứ Tiên nhiều dai quá nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Coi như là nguyên cái khúc phòng khách này là... Còn như... đêm nữa. Vậy thôi bôi cái này đi, mình ghi đây là live show Hà Tiên tại phòng khách luôn đi. Ok, vậy là live show Hà Tiên phòng khách nhà mua. Rồi, để bây giờ chụp lại cho Tiên một tấm hình thiệt là đẹp ở đây nha. 6 năm đây, 6 năm đây. Đây là Tiên xấu. diễn thôi. Trời ơi, chị nói với bé Tiên là bây giờ là đến quay góc cận rồi. Giờ phải cảm xúc nhiều nha Tiên. Tới cảnh nào em ơi? Chiều cuối nha Tiên. Đúng rồi, Tiên tôi phải chiều cuối mà ai cũng hết hồn á. Yeah. Xong rồi đó, bây giờ mình đổi qua cảnh khác ạ. Tới cảnh nào vậy? Sợ đâu mà nó ra hay quá vậy, em ra nước mắt liền hay vậy? Không. Ở nhà mẹ có hay la vậy? Ở nhà mẹ có hay la con có la Hà Tiên nhà có cãi lại dạ có luôn mình có khóc gì không có cái kinh nghiệm bản thân quá. Ok tiếp tục nha. Dạ. Thành Tuấn lại lên ạ. À. Này Thành Tuấn đóng vai gì ạ? À? Vẫn là vai cũ thôi. Dạ, vẫn là vai cũ nha, vẫn là trang phục cũ nha. Vẫn có trái sầu riêng nha. Rồi, liệu lắm đây Thành Tuấn có được quay không ạ? À? Chắc là có, bây giờ sắp tới tôi rồi. Yeah. Hên quá. Yeah. Giờ nay không có trái sầu riêng ạ. Không có trái sầu riêng mang về ạ? Bữa nào lên mà không có được quay thì sẽ được Linh trái sầu riêng mang về, còn hả có quay thì thôi. 30 chưa phải là Tết, chưa biết được. Thôi. Nói chứ Tuấn là cả đàn vui lắm cô chú chị, tại Tuấn rất là hài hước. Rồi chuẩn bị đóng nha. Ok đây là Tuấn biết không, còn có hôm nay với ngày mai là hết phim rồi. Thành ra là hôm nay là tôi nhiều kỷ niệm lắm, sắp phải chia xa rồi. Gia đình mình cái nhỏ nhất là này. Dạ được quá. Tài sản tặng. Ủa chị hai, trước giờ em theo chị hai bao nhiêu năm mà chị hai không chia gì cho em mà vừa gặp được Hà Tiên á chị hai. À được hả, Hà Tiên nhỏ em phải không? Ok. Anh ạ, chị chơi chí có chú nữa. Dạ chú. Dạ. Chú có vàng không ạ? Chú nhận dùm con cái này. Chú có vàng không? Hồi giờ cũng không có gì. Dạ. Chuyển đổi giới tính rồi. Nó chuyển đổi giới tính rồi á. Bây giờ tôi trở lại giới tính cũ của tôi rồi. Là hồi giờ đã có nói gì? Nào giờ là tôi đổi qua Nam, bây giờ tôi là trở lại rồi. Là hồi giờ giấu nó ẩn.
Chú quay hả? Giờ đây chú hả? Giờ đâu qua chú biết không, chú hôm qua là chị Dung á là cứ đi theo, cứ trang điểm sẵn vậy đó đi theo là hỏi coi có cảnh nào đóng được chứ chú Bảo Quốc không, để chị Dung đóng. Không? Dạ không. Con tỷ rồi không có mà. Bên đây hình như con cái kết á, lúc mà chú ngồi trên xe xong rồi con chạy theo Tiễn Hà Tiên thôi là xong rồi đó. Không, cái cảnh tỷ là có, hay là cái cảnh rượt đuổi đó là chị đóng lên vô. Không có rượt đuổi. Dạ, chú vô qua trang. Dạ. Biết sao đeo không được không? 27 lượng. Đeo sai hết chị? Không phải mà đeo không, tại vì không hợp á. Đeo tay khác thì vừa vô được chứ tay này không vô được. À, rồi, nhớ đời. Wow, my wrist. Ghê chưa? Cái này là 2 lượng. Cách xê đi đóng phim. 27 lượng. 27 lượng. 2 lượng. Cái này là 2 lượng. Vậy là có người nổ không chị? Thì có con. 2 cây vàng đó. Cái chữ vàng giả. Trời ơi, nghĩ sao vậy con? 2 cây vàng. Cô mua 300 ngàn. Nè nãy Hà Tiên đóng 200 ngàn. 300 ngàn đâu phải là... Nè nãy Hà Tiên đóng đóng phim nè, đóng phát luôn. Dạ. Nè cá đó, cá đó. Cá xe. Bên mình xin là đóng gửi liền luôn cho có động lực. Tại nãy Hà Tiên đóng cái cạnh kia cảm xúc lắm. Chị Hà thấy cảm xúc lắm. Đấy, ngồi dưới này nghe hết nè, mà. Cho 2 tỷ. Dạ. Ủa được rồi, đủ rồi, đừng giơ tay lại gì nữa. Đủ rồi. Ủa mà em muốn đi ăn kem. Rồi. Trời, em muốn đi gấp gấu. Gấp thú. Gấp thú rồi. Gấp gấu. Gấp gấu rồi. À, đi bowling. Sao nhiều vậy? Thích gì nhiều vậy? Trời, em muốn xe mô tô. Để đi chạy. Rung. Mua luôn. Ừ. Xe mô tô thì 2 tỷ không đủ rồi, phải 4 tỷ à. Ok, rồi, được rồi. Chị. Đủ rồi. Dạ. Thôi mà đi xe mô tô nguy hiểm. Tại còn cái chân mới bị phỏng nữa. Xe gì đi phỏng hả? Bị phỏng nữa. Bị phỏng miếng bự luôn á. Sao vậy? Dạ, bị phỏng bố. Ủa, con đi đâu mà bị phỏng bố? Con đã xuống xe của mình rồi. Bị té. Con té rồi con đụng vô mình. Trời đất ơi. Thôi mình lâu lâu bé nó mới về mà. Ừ, tặng 1, 2, 3, 4, 5 6 tỷ. Có thể là mua xe xịn xe hơi luôn á, đi an toàn hả chị? Cảm ơn chị. Cảm ơn đàn phim. Chị sẽ trích từ số tiền này là nãy giờ 10 tỷ là của từ nghệ sĩ Tướng Ngọc Huyền á. À là cũng cáp từ trong của mẹ đó. Không trả lại. Ê, hình như tới cái phân đoạn mình được ăn sầu riêng rồi đó. Cảm ơn mời bạn ăn nha. Tối đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn. À, giờ là đang quay một cái cảnh mà vui sầu riêng, nhưng mà xong thì trời mưa rất là lớn luôn. Thành ra là có một cái gì đó lấy bao lại cho nó bị ô để chiếu quay nhỏ. Chạy xe rồi bỏ xe nó chạy vô nữa. Bữa chú chạy xách cái máy trong micro của nó chạy. Dạ. Xe luôn. Con cảm ơn chú. Quá quá hay quá tuyệt vời luôn. Chị có chú. Chụp được hình poster rồi phải không? Dạ rồi, xong rồi. Dạ. Ngày mai chụp thêm cái poster được có máy giàu. Dạ đúng rồi, máy giàu. Hôm nay là có má Lý. Dạ. Ngày mai cũng có má Lý vậy. Dạ. Ngày mai là có cũng đủ hết, chị không có chú Quốc thôi. À, mai mình chụp poster. Dạ, con cảm ơn cô. Trời, hôm qua cô chú biết là tụi con theo dõi cô chú lúc đi ra xe, thấy cảnh cô chú nắm tay nhau đi ra, trời rất là tình cảm luôn. Làm như khổ vợ tôi vậy. Nobita. Dạ, xin chào quý mặt cô chú anh chị thân thương của kênh Trang TV. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của bộ phim sầu riêng. Điện thoại của chị đâu rồi? Của nghệ sĩ Tuấn Ngọc. Ủa, anh chưa đâu rồi? Còn lại đấy như bao nhiêu chụp đòi rớt lại. Giờ tụi em tranh thủ vô lúc đèn phim thì đang quay rồi, thì dàn biên tập sẽ xuất phim và bắt cóc anh diễn viên Lâm đẹp trai để chụp hình ngoại cảnh. Đó, 2, 3, 4 Đó, 6, đủ, đủ 7, bên em là 7 á, bên em là 7 á. Rồi, qua đây, bên em mới được qua đây chứ. Nhưng mà hôm nay là chụp hình là bố cục sao anh? Chủ đề gì không? Dạ 7 nữa hả? Quy Tiểu Bảo cùng 7 bà vợ. 7 bà vợ. Anh Hùng quay giùm em xíu anh Hùng. Từ 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 đi. Đừng gì miếng chụp hình mà nó không xe lỗi. Em vô đây nè, máy vô đây. Thôi được rồi, em đứng đây. Rồi. Cái góc mặt người ta mặt chết ta nằm đó mà. Đi vô đây đó. Rồi bây giờ là mình sẽ có mấy biểu cảm nè, ngầu vui. Ngầu trước đi. Rồi đứng dưới cầu luôn. Ông phải tránh ra chứ, giờ ông đứng vô đó là ông thành có người khác rồi. Có mình tôi đang... Chàng kêu quay gần rồi, quay gần. Ây, chú tám nè. Đúng rồi. Trời, đúng rồi. Bên đây, đó. Dạ, đúng rồi. 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 Dạ, đúng rồi.
Ờ, à, được rồi. Kiếm lùi. Người chụp lẻ đi cưng. Trời, vậy ghê vậy. Không có đâu vậy. Ngầu nghe, chụp nhiều lắm rồi đó. Rồi lại rồi. Trời ơi, trời. Anh em rớt bao giờ? Đẹp lắm. Thôi giờ chụp riêng đi, mỗi người chụp riêng với anh Long đi, lâu lâu mới có cơ hội được gặp anh Long mà. Mình rớt lại. Đi từng người với chụp với anh Long đi. Chú cha à. Má ơi, nó chụp cái gì đâu mà cái gì em thấy người không vậy? Mấy chục tấm luôn vậy. Em thấy chụp người không vậy? Chụp em một tấm với anh Long đi. Hồi nãy bà mới nó không cần. vô chụp cho nè. Anh Long chụp chưa mấy anh tấm rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mà nguyên một vàng. Sao chú không được vậy? 100 rồi, qua rồi. Là gỡ luôn hả? Chưa mà tao chưa chọn tấm nào hết trơn mà mày để mày chọn hết rồi. Làm sao mày chẳng lẽ mày lấy hết hình đó luôn hả? Tự xứng cơ bộ ok à. Thôi đi. Mày lấy bà. Ok. Mai chụp mình anh. Nhưng như này lòng là gặp fan, học fan, học fan club. Vô, học fan club. Ok bà. Vô. Nó thiệt luôn á. Đây, kịch bản sao anh? Đi ngang qua cái. Kịch bản kể nó lộ hết. Đâu đứng đó, mấy đứa đang đứng nói chuyện nha ơi. Tụi em đang đứng cái bông đi, cái bông rồi đi. Thấy anh đang đi ngang. Nè, cái anh bước. Chỉ kìa, cái anh bước vô nè. Thấy không? Anh bước vô nè. Đó, đứng nè. Không. Anh nắm được trai kìa. Đâu có đứng nó nhìn thôi. Nhìn anh nè. Bị trai dữ vậy. Đó, không cái anh quay qua nhìn nè. Xe tới. Đi trước. Rồi đứng vô đây, đứng vô. Đây đầu tiên quay mấy này chứ đúng không? À, vô đây mấy em, vô cởi áo ra đi. Anh bước vô đi, anh Long. Đó, quay sau, bây giờ quay trước này đi. Quay trước này đi. Cởi luôn lái đi. Em đứng thôi. Để. Đừng không cần quay gì đâu. Tại vì mấy đứa đang đứng nè, đang cái gì, cái tiện cái ăn cặp đang đứng nè. Không đứng ăn cặp kêu. Nè, giống như có phát triển trai không, cái anh bước tới nè. Cái máy bắt đầu ao ra là thấy không có quay qua này là anh bước vô nè, đứng nè. Đứng nhìn nè, cái mấy đứa nhìn anh cứ cái dạng như là phải thấy cái đẹp của bạn nãy không? Cái anh nè, cái anh nhìn nè. Quay qua. Không có thấy xe. Không nhìn nó lại. À, con cẩm nó chỉ cái của xe kìa, cái anh quay qua. Không, mấy em nghĩ nếu mà chỉ xe thì hơi kỳ thì nên cho mấy bạn kiểu như xe là anh xích vô vậy đó, kiểu kéo anh vô xong rồi mới nói là xe của anh chạy ra. Chứ tự nhiên chị Cẩm đâu có biết xe đó của ai đâu mà. Đâu có, ý nó là anh BD. À, đó xin hò, em biết. Mấy bà này BD tưởng rồi. Anh là chạy thẳng, ai ngờ kêu trời ơi, xe tới kìa. Anh bỏ chạy đi. Trời ơi, mấy đứa một đồng thanh là trời ơi, BD. BD phải không? Trời ơi, BD. Lộc động lạc nó mới dễ thương nha. Rồi vô ơi, trời ơi. BD. Rồi vậy nha, rồi nha. Ủa anh, bây giờ ai quay giùm anh chứ? Ủa anh thật quanh, nhờ thật quanh. Em làm quay, có ai quay giỏi không? Em quay đi. Anh quay cho ảnh đi. Đây em quay cho. Quay giỏi lắm nha. Rồi tụi mình qua đây nè. Nè, mới đầu. Không, tụi em đứng sẵn rồi, tụi em đứng sẵn hết trơn rồi. Tụi em đứng sẵn đúng không? Đây nè, quay mới thẳng chứ. Quay thẳng. Đúng rồi, đó. Rồi hết quay. Rồi vô đây. Đứng vô. Đúng không? Góc bên kia đẹp kìa. Không anh muốn sẵn. Đứng nè, đó. Sẵn muốn cái xe đâu kì kì có quay phim kìa anh nhờ luôn cái đẹp anh. Nhờ. Gom vô nè. Rồi thấy mấy cầm chỉ lên, mấy cầm chỉ lên đi, mấy cầm chỉ lên qua đây đi. Rồi chỉ đây đúng không? Rồi, bước qua rồi thấy anh đi tới nè, anh xoay qua đây. Rồi. Đó, quay vậy nè. Đứng cái bờ đây qua luôn cái đẹp nè, chị đứng. Rồi xong cái là cái nó kênh ghê là đi được rồi. Rồi Long lên cần quay cận kìa. Anh Long lên xe quay cận quay thêm kìa. Nhanh. Anh Long quay cận kìa.
clip tâm đắc của anh Long nãy giờ. Nội cái phần script kịch bản thôi là đã hết giờ rồi. Rồi, máy quay rồi. Thôi được rồi, không sao đâu. Không, mình phải phản ứng chứ. Được rồi. Có này lòng không mà sao mà anh có vẻ thất vọng nhẹ vậy? Mà mai này ngay. À vậy bà đã biết hà dữ vậy. Cảm thấy dễ nhiệt tình nhất á. Bé nè. Bà đã phải dễ nhiệt tình. Ok được rồi. Còn còn mấy cái trend nữa xíu nữa, xíu nữa, xíu nữa. Giờ kêu quay. À. Còn cái trend Lâm đẹp trai nữa. Nhỏ không em một mình ảnh. Anh mang trứng vậy hả? Tôi mang tiếng quá, tôi mang tiếng quá, tôi mới ăn có một trứng thôi. Mấy thím nè, đoạn ra. Mấy thím là để một chút xíu. Mấy thím nè, này dầm nè. Đây nè. Thấy ngồi lem lem không? Không cho mà một trứng. Ở đây lại đi. Bây giờ tôi. À đây cũng đây. Bây giờ còn chưa biết cái trứng là sao luôn. Ủa xong rồi hả? Hết luôn á chị, rổ luôn. Thì con đang ăn đó chị. Trời má ơi. Cứu con. Có mình qua hẹn vào đây ăn nè, chị thấy không, nó còn ấy xong nó lộn chén nước tương. Trời ơi trời. Để làm gì đi. Tới chị Nguyễn ngồi. Rồi. Này ai lột đây vậy, ăn cơm lột ra để dầm nước tương. Ăn cơm hả? Thì chị muốn dầm tương thì giờ chị dầm cho nát đi, chứ để vậy hồi còn cái gì đâu dầm. Hồi còn ớt không á. Từ bên sàn bên đây, qua bên đây rồi đó. Quay. Không, xong rồi không? Để cái này. Không có má là không có xong nhanh vậy đâu. Không, không có má làm sao xanh nhanh. Đúng rồi. Bảo, đây là tôi lễ xuống sàn. Má nói không có má sao xanh nhanh vậy? Đang tập thoại mà nhảy ra liền. Đang tập thoại mà thấy mấy anh làm cực lắm. Đó là cực quá mà. Chỉ có mình má nhắc cái tay má lên là rinh tới liền. Nhờ má hết. Ờ, nhờ má hết trơn á. Cảm ơn anh luôn á. Ủa cắp cánh luôn không cho người ta cắp. Không, nội em không hài á. Được không? Ngồi đây, ngồi đây lâu, mắt tôi chờ một chút đi. Đó. Ngồi sau khóc cho đợi từ đây tới chiều là khóc. Ừ, bố má ở đây kêu tụi con không vui sao mà má ở lại nó buồn nó khóc thế nhờ. Bố con không khóc với má sao mà con khóc dữ vậy má. Ở trên đó má còn được đánh cái cảnh má khóc. Còn chị á, cái cảnh khóc cũng bị cắt luôn. Không cho tôi khóc trên phim. Trong khi lồng lộn dưới vậy nè. Mặt kỳ quá mà. Con khóc mà khó nước mắt đâu em. Đâu không sao đâu chị, không sao đâu. Kỳ quá. Ừ, đúng cắt là đúng rồi đó. Nè coi, coi người ta ái nữ người ta khóc nè. À, lồng lánh nè, chị Dương khóc lại nè. Chị Dương, con bị bệnh rồi. Có nước mắt đàng hoàng thấy không? Mà tại sao lại cắt? Con vô khóc lại nè con. Sợ tự khóc. Hồi lời còn một đứa sinh được khóc mà không cho khóc. Rồi mà má với lại thấy chưa? Má thấy không? Má thấy không? Má mà đi vô là không được rồi. Rồi. Ơi, hậu trường phim vui lắm bà con ơi, nhưng mà tại vì không có chia sẻ được những cái lúc mà quay bể thôi, chứ còn em với chị Kiều ngồi đây quay hậu trường mà cười nức nở nãy giờ, cười không chịu nổi luôn. Ủa chụp hình beauty shot hả? Hey. Lấy con mình quyền không hào đài cả bầy luôn à. Có sữa con kia ai cùng đi ra đó. Có sữa con kia ai.
mấy nay cả không có con quay. Hôm nay vô thầy thấy con quay á, con đừng có mê lô, con đang bị mê lô đi từ từ. Tại vì trên phim á là mình phải diễn đời, con trên phim là mình phải diễn đời, giống như là quýnh từ tú vậy đó, con hiểu không? Chứ chưa con nói gì nè, hình như phải là con quýnh gì vậy, em chưa phải con quýnh gì vậy, nó bị mê lô. Con hiểu con á, mình diễn đời lên, dường như con đi, dạ con đi ra ngoài, dạ con đi như vậy đi, đi. Rồi xong nhìn mẹ ra này. Mấy mốt dù mà có mấy việc đi, con mấy bạn hồi nào kia như vậy đó, cái mình diễn đời á, con để ý phim Hollywood đi, diễn viên Hollywood họ diễn rất là đời, chính cậu cậu cũng phải học diễn viên bên đó, họ diễn rất đời, còn mình nếu mình bị kịch, con hiểu không? Tại vì mình cứ nghĩ là mình phải diễn từ từ, đôi khi con chưa có học, cho nên con sẽ bị giống như đi hát á, là mình sẽ bắt theo tông của người đó. Dù như cậu diễn nhanh, con sẽ diễn nhanh. Còn nếu có nhiều người diễn mê lồ, diễn từ từ, con sẽ bắt kiếp nhiều. Còn cái nhịp của chúng ta là chuyện của nhịp của chúng ta. Nhưng mình phải giữ cái nhịp của mình. Cảm ơn cậu. Trời ơi, công chúa nước mắt. Chơi vai này Hà Tiên khóc suốt một chương trình nào thấy Hà Tiên khóc luôn. Cả ngày à. Vậy tính ra cái ngày thứ hai em khóc mở màn ok quá ha. Khóc được cái ngày đó xong hôm nào cũng khóc luôn á. Rồi bây giờ ăn đi, ăn thật là nhiều để có sức chiều tối khóc tiếp. Má cũng nói là Tiên khóc hoài luôn. Để giờ má xem thấy Tiên đóng má, má có góp ý gì không má? Góp ý ta đóng hay chết góp ý. Trời ơi, hôm nay má giống như má đi bãi biển vậy nha. Ghế bãi biển nè, xong rồi có buffet rồi. Lấy cái vui lên thanh xong rồi quay cái clip cho bác. Xong rồi lấy cát với lại xà bông tạt cho chân. Làm cái rìm cái gì? Cái giống như đang ở bãi biển á. Thôi mà. Cảm ơn má nhiều, dễ thương lắm, má không có vô nghỉ. Má nói là để má ngồi đây má chơi với đèn phim, coi mọi người đóng phim. Dạ, đóng dở quá. Phải góp ý nhiều quá. À. Mà hôm nay là ngày cuối má mới lên đàn con rồi. Mà kể như là mình đã ốp vào rồi gì. Dạ hôm nay hết hôm nay, còn nếu mà có nợ cảnh này ở để hôm nay đi. Dạ. Có xấu con không? Đây đi. Món hàng xô à. Dạ. Đây má thử ngọt nữa nha. Đi. Đây má đi với con. Gần cổng không? Không, đi ngang thôi em, đi ngang. Dạ tại mắt má leo lên chút rồi. Tại vì cái chân của má đang hơi yếu. Hôm bữa quay cái phim kia biến một tí xíu thôi. Cái chân lâu lâu bị tê thôi. Dạ. Hồi nãy hôm bữa đóng ra bà bầu không đứng lên mạnh mẽ chửi người ta được mà. Đứng sân khấu đó bữa đứng. Dạ, đứng cái miệng sân khấu hết hồn luôn. Cái miệng này còn chửi còn ngon nữa. Đây chửi còn ngon nữa. À. Mấy đứa lấy cái ghế cao cho má đi. Để con lấy ghế cao. Hôm nay được rồi bé. Đây đây trong nhà nè, trong nhà nè bé lệ. Trong nhà là lấy cái ghế dựa nè. Vừa tầm luôn. Thôi có cái ghế dựa để cho má ngồi cho nó ổn định. Dạ. Khỏi đựng. Má ngồi ghế này cái này của má rồi. Đúng rồi, cái này của má. Má kêu đó. Với thân hình của mình ngồi ghế này chắc ăn. Thôi mà đứng lên đi thiệt. Đi chút xíu rồi. Đi nghe là con. Dạ, tôi canh cho má. Đi bé. Mời má, mời anh chị, mời chị ăn cơm. Cơm chua đèn phim mà. Ủa, đi cua đi đâu? Dạ, dạ, má đi bộ ra, má sẽ biết vậy hả? Quay xong đó là trợ mặt liền má ha. Thiệt. Thiệt á. Để mấy đứa cầm đây, để con cầm. Mấy đứa cầm đi cà phê cho má. Nhớ cho cơ thể mà. Bạn ơi, nhân tiện mời má về hội quán quay xong thì giường luôn đi. Mời về cao một dãy cầu ở trên sân khấu á. Quay xong thì giường. Dễ đó dễ mà. Mẹ con mình hát cái bài mẹ chứ đợi con về đó. Mẹ chỉ đợi con về. Dạ. Ủa vậy hát kịp chưa hiện trước khi về Mỹ không ta? Chuẩn bị sắp xếp đi. Rồi có ngày 20 chị, ngày 25 chị về rồi. 21 hôm qua. Dạ. 21 là chủ nhật mà. Phải 20 con được. Lỡ khui rồi. Mẹ nhận mất sao nào. Mẹ đi tới đầu. Anh đưa chị ngốn thấy vậy. Niên khóc đôi góc nước rồi của bà Lan nước rồi đưa nãy chú mấy đứa đưa đồ ý dạ tụi con cảm ơn má. Dạ con cảm ơn má nhiều. Dạ ơi má cho em nha. Dạ con má ơi con là cười con có khóc chứ mọi người con cười.
Còn mới siêu thần cấp luôn à. Hả? Sao má rưng rưng luôn vậy hay làm do má buồn ngủ? Đâu có, rưng rưng chứ. Thì đoạn cuối đó chị Cúc ơi. Không phải chị Cúc ơi. Cúc ơi. Cúc ơi. Cái phim sao phải làm cho phim hài với hành tim á, chứ phim đầu hành hạ béo. Đúng rồi. Đúng rồi. Nè mới vô là khóc rồi. Bốn trái. Ba bốn cái rồi lên. Giống như là quay đầu bốn cái rồi. Khóc mà luôn. Có đủ. Có chị mua hành đi. À. Khóc nữa. Khóc nữa. Này vui hay khóc? Nhỏ nó là nghe cái gì. Cảm ơn cái này buồn mới vui. Nhiều bà con mà không biết là tưởng đèn phim ăn kiếp bé Hà Tiên hay sao. Tới chú cầu chú Phương quay clip khóc và chị Điền cũng khóc, Hà Tiên cũng khóc. Để bà con cô bác xem phim sẽ cùng thương với chị Điền với bé Hà Tiên. Ở đèn phim là ai cũng thấy bé Tiên rất là cố gắng luôn đó nha. Mỗi lần mà bé diễn là người ta gọi là màu sót là ăn ngay á. Diễn rất là cảm động luôn mà không biết sao mà vô tâm lý mà nước mắt ra quá chua đó.